Chào các bạn, mình tên là Chiến. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tất cả các mẹo để chúng ta giải full toàn bộ 114 câu hỏi phần xa hình mà tôi đã tổng hợp trong cái cuốn mẹo giải nhanh full 600 câu hỏi này rồi. Đảm bảo các bạn khi xem xong video này thì những câu hỏi về phần xa hình sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Các bạn sẽ trả lời nhanh hơn bao giờ hết. Ok, để làm được điều đó thì các bạn chỉ cần ghi nhớ cho tôi hai cái tờ nội dung các mẹo về phần xa hình mà tôi đã tổng hợp trong cuốn mẹo này. Ở đây chỉ có hai tờ thôi nha các bạn, mà tôi viết chữ to. Nếu các bạn gom lại thì nó chỉ có một tờ thôi. Nhưng cái hiệu quả của nó các bạn sẽ thấy ngay sau đây. Các bạn sẽ thấy khi chúng ta đọc thuộc thì nó sẽ cực kỳ đơn giản. Ok, để tiện cho các bạn theo dõi thì mình sẽ lần lượt hướng dẫn các mẹo theo thứ tự mà mình đã biên soạn ở đây nha các bạn. Các bạn cứ yên tâm, câu dễ, câu khó, câu nào cũng có hết. 114 câu nó đều nằm ở trong này hết. Cơ bản là các bạn hãy đọc cho tôi thuộc là được. Thì các bạn nào tôi giảng quá nhanh quá thì các bạn lấy giấy bút ra các bạn ghi lại nha các bạn. Còn bạn nào mà không ghi lại thì tôi đóng phong bì tôi ship cho các bạn. Ok nhé. Cái mẹo đầu tiên đó là gì ạ? Các bạn quan sát câu hỏi ở phần đáp án. Nếu đáp án của nó chứa cụm từ vi phạm, từ sai, từ cả ý 1, ý 2 là các bạn chọn luôn cho tôi, không cần phải suy nghĩ, nhìn câu hỏi hay là nhìn hình vẽ. Ok, tôi sẽ hướng dẫn các bạn trên vi tính để các bạn nhìn rõ hơn nhé. Áp dụng cái mẹo này thì các bạn mở bất cứ câu hỏi xa hình nào ra, các bạn để ý cho tôi cái phần đáp án của nó. Nếu đáp án của nó chứa từ gì ạ? Nó chứa từ sai thì các bạn làm sao? Các bạn chọn liền cho tôi. Như câu hỏi số 599, đáp án số 2 chứa từ sai thì các bạn làm sao? Các bạn chọn ngay cho tôi đáp án số 2 là đáp án chính xác. Quá đơn giản phải không các bạn? Hay câu 548 này, chúng ta nhìn ở phần đáp án. Đáp án số 2 nó chứa cụm từ gì ạ? Cụm từ vi phạm. Thì chúng ta làm sao? Ta chọn luôn đáp án số 2 cho tôi, không cần phải đọc câu hỏi hay là quan sát hình vẽ. Rồi, câu số 550 thì chúng ta làm sao? Chúng ta vẫn thấy đáp án số 2 chứa từ gì ạ? Từ vi phạm. Thì chúng ta vẫn thế, chúng ta chọn liền cho tôi. Sẽ giải cực kỳ nhanh mà tiết kiệm cho các bạn rất nhiều thời gian. Câu 549, các bạn vẫn thấy cái đáp án số 2 chứa từ vi phạm. Ở đây thì các bạn làm sao? Các bạn chọn luôn cho tôi đáp án số 2 thôi. Rồi, câu 590 là các bạn thấy đáp án số 4 nó chứa cụm từ gì ạ? Chứa cụm từ cả ý 1 và ý 2. Các bạn làm sao? Các bạn chọn ngay cho tôi đáp án số 4 là đáp án chính xác. Đảm bảo chính xác 100%. Các bạn có thể tự đối chiếu với phần đáp án phía sau của sách là các bạn sẽ thấy cái mẹo này nó đúng và nó hiệu quả ra sao. Cái mẹo tiếp theo số 2 là gì ạ? Là các bạn quan sát, nếu thấy hình cảnh sát giao thông xung quanh có các xe thì các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 3, không cần phải nghĩ ngợi. Thấy hình xe chữa cháy hay là xe quân sự thì các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 2 thôi. Quá đơn giản phải không các bạn? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến các câu hỏi áp dụng cái mẹo số 2. Đó là các bạn thấy hình cảnh sát giao thông thì các bạn làm sao? Các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 3 là đáp án chính xác. Không cần quan tâm nó viết cái gì nha các bạn. Chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian rất nhiều cho các bạn. Hay câu số 488. Các bạn thấy ở đây cái gì ạ? Ông cảnh sát giao thông. Thì các bạn làm sao? Cứ kéo xuống đáp án số 3 là các bạn chọn cho tôi thôi. Rồi, các bạn có hiểu không ạ? Rồi, tiếp theo. Các bạn thấy ở đây là gì ạ? Ở đây là xe chữa cháy. Thấy xe chữa cháy, xe quân sự thì các bạn làm sao? Các bạn chọn ngay cho tôi đáp án số 2, không cần phải đọc, cũng là đáp án chính xác. Rồi, tiếp theo nhé. Câu 493 này các bạn vẫn thấy xe chữa cháy. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta chọn ngay cho tôi đáp án số 2 thôi. Rồi, câu nào nữa? Câu số 500. Ở đây có hình chiếc xe chữa cháy thì làm sao? Chọn ngay số 2 thôi. Các bạn nhớ để ý cho tôi nhé. Những câu hỏi này rất dễ, chúng ta sẽ làm cực kỳ nhanh, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ở đây là câu hỏi thấy xe quân sự. Quân sự làm gì? Chúng ta cũng vẫn chọn đáp án số 2 cho tôi. Rồi, ở đây vẫn là chiếc xe quân sự thì các bạn làm sao? Cũng là đáp án số 2 thôi. Rất đơn giản, chúng ta qua cực kỳ nhanh nhé các bạn. Rồi, xe cứu thương thì chúng ta làm gì? Vẫn là đáp án số 2 cho tôi nhé các bạn. Rồi, bạn thấy đơn giản không ạ? Cái mẹo số 3 là các bạn
thấy xe công an thì các bạn quan sát cho tôi này. Nhìn nếu xe công an đi thẳng thì các bạn chọn ngay cho tôi đáp án số 1 thôi. Còn nếu nó rẽ trái thì các bạn chọn ngay cho tôi đáp án số 4. Đi thẳng chọn 1. Khi thấy công an rẽ chọn đáp án số 4 cho tôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái mẹo số 3 là các bạn thấy xe công an. Các bạn để ý cái hướng đi này. Hướng đi gì ạ? Đi thẳng. Thì các bạn làm sao? Đi thẳng chọn cho tôi đáp án số 1. Không cần phải đập nha các bạn. Công an đi thẳng chọn đáp án số 1. Mà thấy công an rẽ trái các bạn chọn đáp án số 4. Câu 497. À các bạn thấy không? Công an nó đi thẳng. Thì các bạn làm sao? Chọn đáp án số 1 cho tôi. Chúng ta không cần phải phân tích. Làm gì? Ok. Rồi. Câu số 498. À các bạn thấy xe công an ở đây nó rẽ phải không ạ? Đi thẳng số 1 rẽ thì chúng ta chọn đáp án số mấy? Chọn đáp án số 4 cho tôi. Cực kỳ nhanh và đơn giản nhé các bạn. Rồi chúng ta đến với các câu hỏi của các xe đang đua nhau. Thì các xe đang đua nhau, cái mẹo ở đây là gì ạ? Các bạn để ý cho tôi cái xe cuối cùng. Xe cuối cùng là xe gì ạ? Xe mô tô. Nó có bao nhiêu bánh ạ? 2 bánh. Thì các bạn lấy sao? Lấy 2 trừ 1 còn 1. Thì các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 1 là đáp án chính xác. Rồi chúng ta sẽ có 4 câu áp dụng cái mẹo này nha các bạn. Ở đây là xe nào đi cuối ạ? Xe con đi cuối. Xe con có bao nhiêu bánh ạ? 4 bánh. Thì các bạn làm sao? Các bạn lấy 4 trừ 1 còn 3. Các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 3 là đáp án chính xác nha các bạn. Rồi, ở đây xe nào đi cuối ạ? Xe con màu vàng đi cuối. Xe con màu vàng là ô tô. Ô tô có 4 bánh. Các bạn trừ 1 là còn bao nhiêu ạ? Còn 3 bánh. Các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 3 nha các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến một cái mẹo cực kỳ quan trọng. Chúng ta sẽ tìm từ khóa và chúng ta có thể giải cực kỳ nhiều câu hỏi. Đó là chúng ta quan sát ở phần đáp án. Nếu đáp án nào chứa chữ giảm tốc độ thì chúng ta chọn ngay cho tôi. Còn nếu câu hỏi mà ở phần đáp án có hai đáp án chứa đều chứa chữ giảm tốc độ thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta xét cái vế phía sau. Khi giảm tốc độ rồi chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ phải nhường đường và đi về phía bên phải nha các bạn. Bây giờ áp dụng vào các câu hỏi thì các bạn quan sát ví dụ như câu số 584, bạn xử lý như thế nào trong cái trường hợp này? Thì các bạn quan sát ở thấy phần đáp án có chữ gì ạ? Đáp án số 3 có chữ giảm tốc độ. Thì các bạn làm sao? Các bạn chọn luôn cho tôi cái đáp án số 3 thôi, cực kỳ đơn giản. Hay là câu số 587, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? Các bạn quan sát đáp án số 2 có cụm từ giảm tốc độ. Thì các bạn làm sao? Các bạn chọn liền cho tôi đáp án số 2 thôi. Đảm bảo rất chính xác nha các bạn. Các bạn cứ yên tâm. Câu 589. À các bạn, bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ? Thì các bạn quan sát xuống dưới cho tôi. Đáp án số 3 chứa từ gì ạ? Từ giảm tốc độ. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta chọn luôn đáp án số 3 cho tôi thôi. Cực kỳ đơn giản nha các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ cho tôi cái từ khóa là ok. Còn đối với những câu hỏi mà cả hai đáp án số 1 cũng có giảm tốc độ, đáp án số 2 cũng có giảm tốc độ, thì các bạn làm sao ạ? Các bạn chọn ngay cho tôi vế nào phía sau giảm tốc độ rồi chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ phải đi về phía bên phải và phải nhường đường là đáp án chính xác. Ở đây đáp án số 1 là đi về phía bên phải, chúng ta chọn luôn. Còn đáp án số 3 giảm tốc độ rồi đi về phía bên trái là luôn luôn sai nha các bạn. Các bạn chọn cho tôi đáp án số 1. Rồi, câu 596. Khi gặp xe trên đường ngược chiều bật đèn pha trong tình huống dưới đây, bạn phải xử lý như thế nào? À, quan sát câu hỏi chứa gì ạ? Giảm tốc độ ở đâu ạ? Ở đáp án số 2. Nằm ở đáp án nào thì đáp án đó là đáp án chính xác nha các bạn. Rồi câu số 600. À trong cái tình huống này các bạn nhìn phía dưới. Đáp án nào chứa giảm tốc độ ạ? Đáp án số 2 chứa giảm tốc độ. Thì các bạn chọn liền cho tôi thôi. Không cần phải suy nghĩ hay nghĩ ngợi nhiều cho mệt. Rồi câu nào nữa ạ? Câu số 594. À, xe tải phía trước có tín hiệu chuyển làn đường, bạn phải xử lý như thế nào? Rồi, các bạn vẫn thấy đáp án số 2 chứa từ gì ạ? Từ giảm tốc độ. Có giảm tốc độ là các bạn cứ thế chọn cho tôi nha các bạn. Rồi. Nếu câu hỏi
mà cả hai đáp án đều có chữ giảm tốc độ, thì mình làm gì ạ? Chúng ta sẽ phải xét tiếp các từ ở phía sau là đi bên phải và nhường đường. Ok, áp dụng cho những câu hỏi nào? Áp dụng cho câu số 588 nha các bạn. Là bạn phải xử lý như thế nào trong cái trường hợp này? Trường hợp là người đi bộ đang chuẩn bị qua đường nha các bạn. Các bạn thấy không? Đáp án số 2 cũng giảm tốc độ, đáp án số 3 cũng giảm tốc độ. Thì chúng ta sẽ xét cái vế phía sau là giảm tốc độ rồi, chúng ta sẽ phải nhường đường. Là đáp án số 2 thì để người đi bộ sang đường sau. Sang đường sau là sai rồi, chúng ta không nhường người ta. Rồi, đáp án số 3 là để người đi bộ sang đường trước, nhường đường cho người đi bộ sang đường trước. Ta chọn ngay đáp án số 3 cho tôi nha các bạn. Rồi, câu số 588 này, à các bạn cũng thấy đáp án số 2 cũng giảm tốc độ, đáp án số 3 cũng giảm tốc độ. Vậy chúng ta làm gì ạ? Chúng ta lại xét các vế ở phía sau. Làm sao ạ? Câu đáp án số 2 là rẽ phải trước xe con màu xanh. Chúng ta đã rẽ phải trước là chúng ta không nhường đường rồi. Vậy đáp án số 2 sai nha các bạn. Đáp án số 3 là giảm tốc độ để người đi bộ qua đường và rẽ phải sau xe con màu xanh. Thì đáp án số 3 là chúng ta giảm tốc độ, chúng ta nhường đường thì luôn luôn là đáp án chính xác nha các bạn. Rồi, câu số 595. À, các bạn vẫn thấy đáp án số 2 giảm tốc độ này, đáp án số 3 giảm tốc độ. Đáp án số 2 giảm tốc độ thì đi về bên trái. Đáp án số 3 giảm tốc độ đi bên phải. À, giảm tốc độ thì chúng ta phải đi về bên phải làn đường của mình. Chúng ta đi về phía làn bên trái là sai nha các bạn. Nên các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 3 là đáp án chính xác. Chúng ta chỉ cần nhớ cho tôi cái từ khóa đó là từ giảm tốc độ. Ok. Mẹo tiếp theo nữa đó là gì ạ? Đó là các bạn quan sát ở phần câu hỏi của nó. Nếu đáp án nào chứa chữ an toàn thì các bạn cứ mặc định các bạn chọn luôn đáp án đó là đáp án đúng cho tôi nha các bạn. Thấy chứ, an toàn ở đáp án nào thì các bạn cứ thế các bạn chọn liền cho tôi. Ok. Áp dụng cái mẹo tiếp theo đó là các bạn quan sát câu hỏi ở phần đáp án. Có giảm tốc độ thì các bạn chọn giảm tốc độ. Còn nếu không có giảm tốc độ thì chúng ta chú ý cái từ gì tôi vừa nhắc ạ? Đó là chữ an toàn. Đáp án nào chứ chữ an toàn thì chúng ta cũng thế auto các bạn chọn ngay cho tôi nhé các bạn. Câu số 577 là khi muốn vượt xe tải, người lái xe phải làm gì để đúng quy tắc giao thông? À các bạn thấy không? Đáp án số 2 là bật tín hiệu đèn hoặc còi đủ điều kiện an toàn thì tăng tốc cho xe chạy vượt qua. Các bạn thấy không? Chữ an toàn ở đáp án nào thì các bạn chọn cho tôi luôn luôn chính xác. Rồi, câu số 578, các bạn quan sát ở phần câu hỏi này. Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì? Đáp án số 1 là đánh lái xe sang bên trái cho xe vượt qua. Đáp án số 2 là quan sát phía trước phía sau đủ điều kiện an toàn. Có chữ an toàn là các bạn cứ thế chọn ngay cho tôi đáp án số 2 luôn. Rồi, câu số 598. À, các bạn vẫn thấy ở đáp án số 2 chứ gì ạ? Chữ an toàn. Thì các bạn làm sao? Các bạn cũng chọn ngay cho tôi đáp án số 2 là đáp án chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với các mẹo các xe dừng xe và đỗ xe. Thì các bạn thấy xe mô tô và xe ô tô tải cùng chiều thì các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 1 là đáp án đúng. Còn thấy xe mô tô và xe tải đối đầu nhau thì các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 3. Các bạn đọc để nhớ đó là cùng 1 ngược 3 hay là cùng 1 đối 3. Các bạn đọc sao để miễn là các bạn nhớ là được. Ok nhé. Rồi, các bạn thấy cái vô lăng 3D xuất hiện cái biển cấm dừng đỗ xe. Các bạn nhớ cho tôi này, có 3 xe thì các bạn chọn đáp án số 3. Có 2 xe thì các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 4 nha các bạn. Tiếp theo của các câu hỏi về dừng xe và đỗ xe. À, các bạn thấy xe mô tô và xe tải nó dừng xe như thế nào? Dừng xe cùng chiều. Thì các bạn làm sao? Cùng 1 là các bạn chọn ngay cho tôi đáp án số 1. Còn ngược thì chúng ta chọn đáp án số 3. Rồi, chọn cho tôi đáp án số 1 nha các bạn. Còn bạn nào muốn hiểu thì cái biển này là biển cấm dừng cấm đỗ. Còn tác dụng của nó là sao ạ? Chỉ tác dụng với xe tải thôi. Bởi vì ở đây có cái biển phụ nha các bạn. Vậy nên xe tải sẽ dừng đỗ sai. Rồi, câu số 532 cũng là một câu hỏi về cấm dừng cấm đỗ. Các bạn thấy xe tải và xe mô tô nó cùng chiều với nhau phải không ạ? À, cùng chiều thì chúng ta làm sao?
Cùng chiều thì chọn đáp án số 1, còn ngược chiều thì đối đầu, các bạn chọn đáp án số 3. Chúng ta chọn ngay đáp án số 1 thôi. Ở đây cũng là cái biển cấm dừng cấm đỗ. Ở đây có cái gì ạ? Có cái biển chỉ dẫn hướng phía trước và phía sau không được dừng đỗ, nên cả hai xe sẽ vi phạm nha các bạn. Rồi, câu số 533. À, áp dụng mẹo thì các bạn thấy không? Xe mô tô và xe tải nó đang làm gì ạ? Nó đang đối đầu nhau. Thì các bạn làm gì? Cùng một đối ba. À, đối thì chúng ta chọn ngay đáp án số 3 cho tôi. Rồi, còn phân tích thì các bạn thấy không? Cái làn dừng xe con nó chồm qua vạch nha các bạn. Xe mô tô cũng lường chồm qua vạch và xe tải. Đáng lẽ ra chúng ta phải dừng ở phía bên phải mà nó lại dừng ở làn bên trái là sai. Câu hỏi mà dừng đỗ vô lăng 3D như tôi vừa mới chỉ cho các bạn đã. Các bạn thấy không? Ở đây là cái biển gì ạ? À? Cái biển cấm đỗ dừng xe, à cấm đỗ xe nha các bạn. Thì chúng ta có phép dừng xe không ạ? Chúng ta sẽ vẫn được phép dừng xe. Dừng ở vị trí nào? Dừng ở vị trí C và B nha các bạn. Đáp án số 3. Còn giống như mẹo tôi vừa hướng dẫn cho các bạn là gì ạ? Các bạn thấy cái biển cấm dừng cấm đỗ ở đây có 3 xe, các bạn chọn ngay cho tôi đáp án số 3 luôn. Rồi, còn có 2 xe thì các bạn làm gì ạ? Có 2 xe thì các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 4. Ở đây 1 xe này, ở đây 2 xe, chọn đáp án số 4. Còn các bạn nào muốn hiểu ở đây là cái biển cấm dừng cấm đỗ, à hướng phía trước biển và phía sau biển, vậy nên chúng ta sẽ không được phép dừng nha các bạn. Bây giờ là câu hỏi về xe kéo xe. À, cứ thấy xe kéo xe thì các bạn cứ auto chọn cho tôi cái đáp án nào chứa từng từ không đúng nha các bạn. Rồi, ở đây cũng là xe kéo xe có biển cấm xe kéo xe. Vậy có đúng không ạ? Đáp án của nó là không.